Thưa quý vị, đợt mưa trái mùa những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam. Thống kê chưa đầy đủ, ngành trồng trọt riêng về lúa có gần 3.000 ha bị thiệt hại hoàn toàn, gần 1.600 ha bị thiệt hại từ 50 đến 70%. Về hoa màu có gần 500 ha bị thiệt hại hoàn toàn, gần 320 ha bị thiệt hại từ 50 đến 70%. Đặc biệt hàng trăm ha dưa hấu tới ngày thu hoạch bị thối hỏng, hàng ngàn nông dân ngậm ngùi cay đắng nuốt nước mắt trên cánh đồng. Ruộng dưa hấu 10 sào của ông Thành ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, sau một ngày đêm bị ngâm trong nước lũ, đã bị héo úa, bùn non bám đầy, bao nhiêu tiền bạc, công xá giờ trôi theo dòng nước. Sau Tết Nguyên đán 2022, ông Thành đầu tư gần 20 triệu đồng trồng 10 sào dưa hấu, chưa kể công chăm sóc. Nếu không có đợt mưa lũ phá hỏng, thì giờ này ông đã thu hoạch khoảng 15 tấn dưa. Với giá bán dự tính 5.000 đồng 1 kg, trừ chi phí, ông lãi gần 50 triệu đồng. Công việc làm năm thì bắt buộc phải làm, nhưng mà không ngờ là trận mưa xuống là bị thiệt hại quá nặng. Bản thân tôi thì tôi làm một mẫu dưa mà chưa hết một đó nữa. Cái công đầu tư rồi năm nay nhiều định là nếu như không đi Trung Quốc rồi được thì cũng bán địa phương cho dưa cho ngon ngọt. Cho nên quá nhiều cái công sức đổ vô phân cho rồi nhiều. Nhưng mà trời trời làm như đây là thiệt hại cũng quá nặng, cũng thất bại, gia đình thì cũng khó khăn, tuổi thì lớn mà cũng cố gắng làm nuôi trái ăn hạt. Trong nhiều năm trồng dưa, chưa khi nào người nông dân ở đây gặp thời tiết bất lợi như vậy. Thường vào tháng 3, tháng 4, miền Trung đã vào hạ. Nhưng năm nay, tháng 4 vẫn còn mưa dồn dập, lũ dâng cao. Trước thiệt hại của người dân, nhiều tổ chức cá nhân đã đứng ra vận động kêu gọi giải cứu dưa hấu giúp người nông dân. Bão này là với bà con ở đây là lụt lội nhiều, là bị úng ngập úng nhiều, là hôm nay với một tinh thần của một bà dì xa quê hương là người con của Đà Nẵng là muốn giúp đỡ bà con qua cái mùa mưa lụt này thì bọn em vào đây là giải cứu giúp bà con được 10 tấn dưa. Thực tế, đợt mưa trái mùa trong những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nông dân Quảng Nam. Riêng tại vùng trồng dưa hấu lớn nhất của tỉnh Quảng Nam là huyện Phú Ninh, đợt mưa lớn vừa qua đã khiến cho 260 ha trong tổng diện tích 387 ha dưa hấu trên địa bàn hư hỏng, thiệt hại nặng nề. Thưa quý vị, hiện các tỉnh Nam Bộ đang cao điểm thu hoạch lúa đông xuân. Mặc dù giá gạo xuất khẩu Việt Nam đang ở mức rất cao, nhưng thị trường trong nước giá lúa vẫn khá trầm lắng. Các chuyên gia lúa gạo nhận định rằng thị trường lúa gạo sẽ sớm sôi động trở lại do quý 2 là thời điểm các đơn hàng xuất khẩu gia tăng. Tại khu vực An Giang, trong khi lúa IR504 đang được thương lái thu mua tại ruộng với mức giá 5.500 đến 5.700 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg, thì lúa OM5451 lại giảm 100 đồng 1 kg, xuống còn 5.500 đến 5.700 đồng 1 kg. Các mặt hàng lúa còn lại như là nếp An Giang, đài thơm, lúa Nhật, nàng nhen, trứng lại. Sự biến động trái chiều này được cho là do nhu cầu thu mua cũ của doanh nghiệp giảm. Theo dự báo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, năm 2022 xuất khẩu gạo Việt Nam đạt khoảng 6 đến 6,2 triệu tấn. Quý 2 năm 2022 cũng là thời điểm xuất khẩu gạo nhộn nhịp do các quốc gia nhập khẩu đẩy mạnh mua vào. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau hai phiên họp, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 với mức tăng là 6%, tương đương với 180 đến 260.000 đồng tùy thuộc vào từng vùng. Tin vui đối với người lao động sau quãng thời gian rất dài việc tăng lương bị trì hoãn vì dịch bệnh COVID-19. Các năm trước đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đều phải họp ít nhất 3 phiên. Tuy nhiên, năm nay các phiên làm việc giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động diễn ra khá thuận lợi. Hai bên đạt được thỏa thuận khi mới trải qua hai phiên họp. Theo đó, thì tiền lương tối thiểu vùng 1 dự kiến tăng thêm 260.000 đồng một tháng, lên mức 4,68 triệu đồng một người một tháng. Vùng 2 tăng thêm 240.000 đồng một tháng, lên mức 4,16 triệu đồng một tháng. Và vùng 3 tăng thêm 210.000 đồng một tháng, lên mức là 3,64 triệu đồng một người một tháng. Vùng 4 tăng thêm 180.000 đồng lên mức là 3,25 triệu đồng một người một tháng. Đề xuất tăng lương tối thiểu ở mức 6% cho cả 4 vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đã được trình chính phủ xem xét và quyết định. Và ngay sau đây chúng ta sẽ nghe hai luồng ý kiến đại diện cho hai phía. Đại diện cho người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện phía người sử dụng lao động là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cùng nói về đề xuất này. Theo đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 2 năm nay, chính phủ chưa điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng.
Bên cạnh đó, dịch bệnh kéo dài đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động và gia đình họ. Một bộ phận người lao động rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, nên việc tăng lương tối thiểu vùng 6% kể từ ngày 1 tháng 7 tới là phù hợp và cần thiết lúc này. Trong cái bối cảnh phòng chống dịch thì một năm rưỡi qua người lao động đã không được tăng lương. Và đến nay thì kinh tế của chúng ta đã phục hồi và phát triển tốt, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Do vậy thì các bên đã thấy cần thiết là phải tăng lương. Tăng lương tối thiểu cũng chính là một cái động lực để giúp cho doanh nghiệp, gây áp lực cho các doanh nghiệp là phải đổi mới khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị để giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta phát triển bền vững. Còn theo đại diện VCCI, mức tăng 6% cao hơn so với dự kiến đề xuất ban đầu của người sử dụng lao động. Đặc biệt, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 sẽ tạo sức ép lớn khi các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh lại phương án sản xuất kinh doanh cả năm. Các cái đơn hàng, các cái điều kiện đó đã được chốt ngay từ đầu năm. Mà bây giờ thậm chí họ chốt đến tận 31 tháng 12. Thế bây giờ mình điều chỉnh từ 1 tháng 7 thì khó khăn, doanh nghiệp sẽ phải vất vả thêm cái vấn đề sổ sách, vẫn phải tính toán. Theo phương án đề xuất tăng 6% thì vùng 1 sẽ tăng 260.000 đồng, vùng 2 tăng 240.000 đồng, vùng 3 tăng 240.000 đồng và vùng 4 tăng 180.000 đồng. Hầu hết các ý kiến cho rằng việc tăng lương đi cùng với chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp người lao động vượt qua khó khăn, là động lực để tăng năng suất lao động trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau gần một năm không được tới lớp để phòng chống dịch COVID-19, vào sáng nay, gần 540.000 trẻ em mầm non tại Hà Nội đã được đến trường trong niềm vui của cả phụ huynh, giáo viên. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC. Ngày đầu được đến lớp, nhiều trẻ đã òa khóc không muốn rời xa bố mẹ. Dù vẫn lo lắng dịch bệnh, nhưng các phụ huynh đều cho rằng việc mở cửa trường mầm non là cần thiết bởi trẻ ở nhà quá lâu, không được học tập, trau dồi kỹ năng sống, khiến con trở nên rụt rè, thiếu tự tin. Việc học sinh mầm non nghỉ học quá lâu cũng gây xáo trộn lớn với cuộc sống của các gia đình khi các con còn quá nhỏ, không thể tự ở nhà một mình, không thể tự chăm sóc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường sẵn sàng đảm bảo an toàn về mọi mặt, trong đó có an toàn phòng chống dịch và phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi tổ chức hoạt động bán trú. Các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện khi trẻ học trực tiếp tại trường, đảm bảo giãn cách khi tổ chức các hoạt động ăn ngủ, học tập, vui chơi theo lịch hoạt động của từng lớp. Ngành giáo dục thủ đô cũng sẽ có những giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến thiếu trường, thiếu lớp cũng như thiếu giáo viên mầm non do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 thời gian qua. Thưa quý vị, thông tin liên quan tới công tác phòng chống dịch cho trẻ em. Tại buổi thông tin về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sáng nay, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hôm nay sẽ có giấy phép xuất xưởng với lô vaccine COVID-19 đầu tiên tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đây là lô Moderna do chính phủ Úc tài trợ về Việt Nam tối ngày 8 tháng 4. Và chiều nay, lô vaccine kiểm định xong được chuyển đến Quảng Ninh và ngày mai 14 tháng 4 sẽ tiêm cho trẻ học lớp 6 trên địa bàn tỉnh này. Vaccine cũng được vận chuyển đến các địa phương khác để tuần tới sẽ tiêm cho trẻ lớp 6 trên toàn quốc.